Mới đây tại Paris đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh tư liệu Hồ Chí Minh khát vọng độc lập dân tộc. Sự kiện do Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp tổ chức với sự tham dự của các cơ quan đại diện Việt Nam, bà con kiều bào và bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam. Với gần 200 bức ảnh tư liệu, tài liệu, triển lãm kể lại hành trình về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những năm tháng tuổi trẻ bôn ba tìm đường cứu nước, đến khi trở thành vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Trước đông đảo những người bạn Pháp và bà con kiều bào, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhấn mạnh, triển lãm được tổ chức để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đồng thời làm sáng tỏ thêm hành trình và khát vọng độc lập dân tộc vĩ đại của Bác, nhận thức sâu sắc hơn về tầm vóc và những giá trị trong di sản to lớn mà người để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta và cả nhân loại tiến bộ. Triển lãm Hồ Chí Minh khát vọng độc lập được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp ngày hôm nay với sự góp mặt đông đảo của kiều bào Việt Nam tại Pháp và bạn bè quốc tế. Điều đó đã thể hiện được tình cảm của kiều bào ta cũng như là bạn bè quốc tế dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm đã mang đến rất nhiều cảm xúc khi kể lại quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà cách mạng lỗi lạc. Hồ Chí Minh không phải là một nhà cách mạng bình thường, người là một nhà cách mạng kiệt xuất. Bởi ông là hiện thân của lòng yêu nước, tình yêu dân tộc và trí tuệ trong tổ chức đấu tranh cách mạng. Tôi đã rất cảm động khi được thấy lại những hình ảnh của Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt tại Pháp và tình cảm mà ông đã dành cho nhân dân Pháp. Tất cả những cái thông tin về Bác Hồ trước nay bọn em đều được tìm hiểu thông qua sách báo và có lớp học lịch sử. Nhưng mà ở đây tại nước Pháp thì lần đầu tiên là được tìm hiểu một cách thực tế và hiểu rõ hơn về hành trình của Bác tại đây. Và càng yêu thêm Bác Hồ Chí Minh cũng như là hành trình của Bác tìm đường cứu nước là sự rất là xúc động ạ. Sau lễ khai mạc triển lãm là chương trình văn nghệ với chủ đề bài ca Hồ Chí Minh do các nghệ sĩ không chuyên biểu diễn. Những giai điệu xúc động và quen thuộc về Bác vang lên trên đất Pháp đã làm trào dâng những cảm xúc mãnh liệt và để lại những âm hưởng khó quên trong lòng những người tham dự.